cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Trinh Trần Cuộc Sống Ở Đức. Trinh mới nhận được hai cái hộp quà này luôn á cả nhà. Cho nên bây giờ Trinh sẽ mở ngay hai cái hộp quà này ra để chia sẻ với cả nhà là không biết cái gì ở bên trong cái này nha. Đó, họ mới giao hàng xong và vẫn còn nguyên đai nguyên kiện này, chưa có mở luôn. Bây giờ Trinh sẽ mở hai cái hộp này ra để biết là bên trong là cái gì nhá cả nhà. Cả nhà cùng mở unboxing cùng với Trinh nhá. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái hộp nhỏ này trước nha. Đây, món quà đầu tiên. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây. Trinh sẽ mở ngay ra nhé. Không thể chờ đợi được. Trinh mới nhận được cái này xong, không thể chờ đợi được lâu hơn nên Trinh phải mở nó ngay ra và xem có cái gì bên trong. Tiên là xem cái gì nào. Cái này cả nhà này, cái này nó như là cái nút điều khiển đấy cả nhà. Camera, nó có chữ camera ở đây. Và cái quan trọng nhất là cái này. Đây là cái quan trọng nhất. Cái chân. Đây, cái chân này này. Vặn ra nhá. Đây, tách rời ra. Cái này cũng tách rời ra này cả nhà. Cái này cũng là tách rời ra. Chúng mất là cái xoay này này. Nếu như mà mình muốn cố định nó ấy, để thẳng này, thì mình xoay cái này chặt lại. Đó, thì là nó sẽ cố định, nó sẽ không nhúc nhắc nữa. Và nếu mà mình muốn nó xoay sang những cái hướng khác ấy, đấy, đây như này, thì là mình lại xoay nó ngược lại. Đấy. Còn cái này nó không quá chỉ đơn thuần là cái chân này đâu, mà nó có thể vặn được như thế này này cả nhà. Đấy, nó có thể vặn quay được như thế này. Đó, em xem cái đầu này là cái gì. Đây, tất cả cái đầu chốt này nó đều có ý. Nên chỉ muốn nó thở xem như thế nào. Này, vặn lại ngược lại này. Vặn ngược lại. Đây. Đây Trinh đã vặn được ra rồi. Cái này này là mình sẽ mở được cái này ra. Nó là cái ấy điện thoại á. Đó. Đây, cái này là cái để mà kẹp điện thoại. Đây, mình sẽ vặn cái này vào. Muốn cố định cái đầu này lại. Đó, cái này kéo được ra này cả nhà này. Cái này kéo được ra. Đấy, kéo dài được ra. Bây giờ Trinh sẽ lấy cái điện thoại của ông xã Trinh để thử vào đây để cho cả nhà xem nhé. Đấy, cái này là cái kéo này. Bây giờ là cái điện thoại của ông xã Trinh. Trinh sẽ cho vào đây. À, nó sẽ rất là dễ dàng luôn. Đó, rất là dễ dàng luôn cả nhà. Và cái đầu này mình có thể xoay theo ý muốn được. Mình muốn nó cố định lại sau khi mình chọn được cái chiều quay ấy, xoay lên quay xuống này, trái phải này, 360 độ đều tốt hết. Đấy. Và mình sẽ muốn cố định nó lại thì mình sẽ vặn nó lại thì nó sẽ cố định. Đấy, vặn cái chốt này vào. Đấy. Nó vẫn xoay được theo chiều như này nhưng mà không quay trên xuống được nữa. Bởi vì mình đã vặn chết cái gem bên trong rồi. Đó. Cái này là cái điều khiển, vì cái này nó sẽ liên kết với cái app và nó sẽ liên kết vào một cái điện thoại và mình có thể bấm theo camera này, còn điều khiển này bấm từ xa luôn đấy cả nhà. Đó, này thì mình phải tải app về và mình liên kết với điện thoại của mình. Và ngoài ra cái chân đế này ấy, nó còn có những cái tác dụng mềm nữa, tức là nó này, nó sẽ có thể tự điều chỉnh được theo
nó ở mọi địa hình, ví dụ như bằng phẳng hoặc nhiều khi nó không bằng phẳng, mình có thể điều chỉnh chân của nó cao thấp như nào theo ý muốn của mình. Đấy, nó sẽ tốt hơn là một cái chân thẳng đứng đây. Ví dụ như ở trong cái máy chức năng quay ấy, thì là chân của nó là chỉ thẳng đứng được như này thôi, chứ nó không thể nào mà nó vặn như thế này được. Đấy, nó vặn là như thế này. Rất là hay phải không ạ? Toàn bộ những cái này đều là những cái dụng cụ để mà làm YouTube hết. Đó. Không biết là kiếm được bao nhiêu tiền, chưa thấy luôn á, mà đã thấy đầu tư rất là nhiều rồi. Đó. Và cái này nó chỉ không đơn giản là như vậy nữa cả nhà. Ngoài ra thì nó có thể treo móc được. Ví dụ đây, ví dụ như mình đi chạy xe á, xe đạp á, hoặc là trên các, nó có thể bám được vào các cái thanh. Đó, ví dụ như là vặn được như thế này thì là nó sẽ bám được vào thành ghế này. Đấy, nó có thể bám được vào những cái thân cây này, nó bám được vào cả cái những cái khung xe đạp, khi mà mình chạy xe đạp á thì là có thể nó bám vào được những cái đấy luôn. Đó, nó sẽ vặn được, bởi vì cái chân này nó vặn được hoàn toàn như vậy. Mình thấy cũng rất hay rồi. Đấy, mình thử vặn cái chân này ra. Cái chân này nó lại tháo được ra như này nữa thì nó lại càng nhiều cái chức năng nữa. Đấy, mình sẽ thử xem những cái chức năng tiếp của nó nhé. Kể cả cái chân để không như này cũng đã là có một cái chức năng rồi. Nhiều khi cái mình quay như thế nào thì nó cần cái độ thấp á. Đấy, để mình chỉnh nó lại cho nó không bị nghiêng quá. Đó, chân này mình đã đứng được như này, mình thấy cũng rất là dễ thương này. Cả nhà nhìn thấy nó đứng một chân không? Bây giờ mình sẽ khám phá tiếp cái chân của cái này nha. Ngoài nhà nó vặn được như thế này là cả nhà đấy. Có thể vặn như này thì cả nhà cảm thấy rằng là nó sẽ có rất nhiều là công dụng khi mà nó treo ở trên tường, hoặc là treo ở những cái thân cây, hoặc là kể cả những xe đạp. Đó, mình đi xe đạp mình có thể, đấy, tức là Trinh mua cái này là nó có cái tác dụng như thế. Nắn thẳng lại nhá. Ngoài ra ấy, nó còn có một cái tác dụng như thế nữa, mình có thể tháo các ốc vít của cái này ra. Đó. Và mình sẽ nối được đây này, cái đầu này với cái đầu này, nó sẽ lại nối được với nhau. Đấy, có thể ra mình sẽ kéo thẳng nó ra, nắn thẳng nó ra thôi là được. Đây, lẽ mình vặn nó bị vẹo quá, chỉ cần nắn thẳng. Trời ơi, đập vào cái đèn trên này luôn nào. Rồi, đứng yên đi anh ơi. Rồi, được rồi. Đập vào cái đèn luôn vì nó dài quá. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Dài lên gấp 3 lần rồi. Và nó là một cái cây selfie rất là tốt luôn á. Đấy. Và bây giờ mình sẽ không cần cái... Ups. Phá. Mới mua xong mà đã định phá rồi. Ví dụ bây giờ là mình chỉ cần tháo cái này ra nữa, mình không cần cái này nữa. Ừ, như nào đây? Đấy. Sao vặn cái này ra? Nó rất là tiện dụng luôn. Nó có các đầu vặn như này thì là mình sẽ tháo ra và mình lắp vào cái đầu của cái kệ điện thoại như này. Đó, cả nhà nhìn thấy nó dài không? Đây, ví dụ nó thành một cái cây selfie rất là dài, rất là tiện lợi này, khi cả nhà mình cần phải selfie hoặc là cần cái ấy ấy, vặn nó chắc chắn vào. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Vậy quay ở đây thì Trinh không có quay được cho nó rõ cho cả nhà nhìn ấy, nhưng mà cả nhà nhìn thấy không ạ? Đấy, tưởng tượng là cái cây nó dài như này, còn nếu như mình muốn nó gặp lại nữa cho nó dễ để selfie chẳng hạn. Đây. Đây. Mình có thể vặn theo ý của mình luôn. Nhìn thì nó hơi mắc cười bởi vì Trinh chưa vặn cho nó đúng ấy, như cả nhà nhìn tưởng tượng này. Mình vặn theo cái ý của mình luôn. Đây. Hello, xin chào. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Đấy, nó là những cái tiện lợi như vậy. Bây giờ Trinh phải dần dần phải khám phá nó nữa. Và tại sao? Bởi vì là nó còn có những cái điều hay nữa, đó là nó có liên kết với một cái app. Và đây là cái điều khiển từ xa. Đó, mình có thể để cái điện thoại này từ xa đó, sau đó mình điều khiển. Ví dụ như ở xa như này, mình đâu có bấm được cái điện thoại của mình, chẳng lẽ mình cần phải mình phải bấm. Còn nhiều khi xa nữa, đấy thì mình chỉ cần
bấm cái điều khiển như này là nó có thể là nó bắt đầu là nó quay phim được rồi, hoặc là chụp hình theo ý của mình, thì mình phải tải cái app về. Đấy, đây là một cái đồ chơi rất là hay luôn. Và thay vì bây giờ các chị em là có rất nhiều sở thích khác nhau á, như là diện quần áo mới rồi giày dép mới, nhưng mà Trinh lại có một cái niềm vui mới, đó là niềm vui sưu tầm những cái dụng cụ để làm YouTube phục vụ cho cái công việc của mình. Muốn làm sao được là mình có thể sản xuất được những cái video nó tốt hơn ấy. Đấy, cho nên là cũng chịu khó tìm tòi như thế. Và đây là cái quà mà ông xã Trinh tiếp tục tặng. Tiếp tục tặng. Đó, thích lắm các ngài ơi. Cái này thì không phải là Trinh khoe nhá, mà chỉ Trinh chỉ muốn chia sẻ cái niềm vui mà khi mà Trinh mua được những cái sản phẩm mới này để phục vụ cho công việc của mình. Thì cũng có thể có những người là tùy vào cái điều kiện, cái khả năng và cái nhu cầu của mình, khi mà mình làm YouTube á, thì là mình có thể chọn những cái có thể là mình chỉ cần một cái điện thoại thôi mình cũng có thể quay được nữa. Nhưng mà vì là Trinh cũng làm một thời gian rồi ấy, và cũng có một cái lượng khán giả nhất định ấy, thì mình tôn trọng khán giả, thì mình vẫn muốn là cái video của mình có chất lượng tốt nhất đó, có thể trong khả năng có thể. Và những cái mình nhớ là cái chân đế này, và nó có không chỉ đơn thuần là một cái chân đế, nó có thể vặn được, có thể treo được, có thể nối dài được, và có thể điều khiển từ xa được. Thì cái này hình như 20 mấy đồng, chứ không nhớ chính xác, nhưng mà 20 mấy đồng thì nó rơi vào khoảng 500 mấy 600 nghìn. Nó rơi vào khoảng 500 mấy, gần 600 nghìn một cái chân này. Và cả nhà nhìn thấy là cái tình yêu rất là lớn, cái sự đam mê của Trinh rất là nhiều dành cho YouTube. Mặc dù là chưa kiếm được tiền từ nó, thế nhưng mà Trinh vẫn muốn là theo đuổi cái đam mê của mình. Rất là mong được cả nhà ủng hộ. Tất cả những cái đồ này đều lắp ghép nhỏ được lại ấy. Đó, đều lắp được lại, được ghép được rất là nhanh luôn. Đó, và nó rất là nhỏ gọn. Đấy, ví dụ như cái này, mình có thể tập xuống. Đó, toàn bộ những cái dụng cụ của nó thì chỉ có nhiêu đây thôi. Cả nhà nhìn nó chỉ có nhiêu đây thôi. Đấy, hoàn toàn là có thể bỏ vào trong cái túi sách của mình. Đó, hoàn toàn có thể bỏ vào trong cái túi sách. Rất là nhỏ gọn luôn cả nhà, và một cái điện thoại thôi. Đây là cái đồ dùng, cái dụng cụ để mà mình quay video. Đấy, một cái điện thoại và cái chân đế như này. Chân đế đa năng. Bỏ gọn vào trong túi như thế này thì mình rất tiện lợi để mình mang đi xa luôn, không phải mang còng cành, đúng không ạ? Mà Trinh sẽ tải cái app về ấy để xem là test cái tính năng của nó, và sẽ tìm hiểu thêm những cái tính năng của nó nữa để mà mình biết được thêm, để mình và sau đó thì Trinh sẽ review cho cả nhà biết nhé. Đó, ở đây thì nó cũng đây này, ở đây là người ta hướng dẫn sơ qua bằng hình ảnh này, có thể sử dụng cho cả máy điện thoại và máy chụp hình này. Cái này là có thể là móc vào trong cái xe đạp này. Đó, có thể selfie này. Đấy, có thể nối các đầu này vào để làm những cái cán dài để selfie này. Cảm ơn cả nhà đã cùng Trinh mở quà và chia sẻ cái niềm vui làm YouTube với Trinh. Đây là thật sự là một đam mê, là một cái sở thích. Thì ai thật sự đam mê mới có thể theo đuổi được cái nghề làm YouTube này nhé cả nhà. Thật ra thì nếu mà sống về nghề YouTube thì rất là khó nhé cả nhà nhé. Không phải ai cũng làm được đâu. Và với những cái bước đầu ấy thì là Trinh thì không phải là đầu tư quá lớn để làm. Trinh cũng chỉ là những cái gì đó thường nhặt hàng ngày thôi. Thế nhưng mà thật sự mà để kiếm được tiền ấy thì là cũng chưa kiếm được, thật sự là chưa kiếm được. Cả nhà có thể thấy ở trên kênh của Trinh có chạy quảng cáo, nhưng mà không phải rằng là cứ kênh nào bật quảng cáo được là kiếm được ngay tiền nha cả nhà nhé. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Ví dụ như là phụ thuộc vào là đã nhận được mã pin chưa này, và cái số tiền mình kiếm được trên quảng cáo ấy thì là nó đã đủ cái mức gọi là cái ngưỡng ấy để mình có thể nhận được tiền hay chưa.
Đấy, thì ở những cái quốc gia khác thì Trinh không biết, nhưng mà Trinh nghe thấy ở Mỹ thì là khoảng 100 đô la thì là ở cái ngưỡng khi mà mình đủ cái ngưỡng đấy thì bắt đầu người ta sẽ gửi tiền cho mình sau khi mình nhận được mã pin. Và ở châu Âu và ở Đức nói riêng ấy thì là cái mức cái ngưỡng phải là 70 euro thì là cái ngưỡng tối thiểu để mà mình có thể nhận được cái số tiền của mình, nhưng mà trong điều kiện là mình phải nhận được mã pin nha. Cho nên là với cái con đường này thì còn rất là dài đối với Trinh. Thì về thật ra thì kênh của Trinh thì cũng chưa có được nhiều người xem ấy, cho nên là cũng chưa kiếm được bao nhiêu hết ạ. Gọi là mình làm để thể hiện cái đam mê, thực hiện cái niềm vui của mình trước, những cái vlog về cuộc sống, về cái ký sự về bản thân, về cuộc sống của mình trước, và sau đó thì sẽ chờ cái sự ủng hộ của khán giả thôi. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Trinh trong suốt thời gian qua. Mặc dù là số người xem thì chưa nhiều, nhưng mà dù sao cũng có những cái người xem nhất định, cái khán giả nhất định ấy, thì từ đó thì Trinh có rất nhiều thêm được cái động lực để mình tiếp tục sản xuất những cái video chất lượng hơn. Và đây là một trong những cái minh chứng là mình cũng sắm sửa, mình đầu tư dần dần những cái dụng cụ để mình làm YouTube, để cho cái video của mình nó sẽ hay hơn, nó chất lượng cao hơn. Đó, thì hôm nay Trinh mở cái hộp quà đầu tiên. Trinh nhận được 2 hộp quà thì hôm nay Trinh mở cái hộp quà đầu tiên. Thì video tiếp theo Trinh sẽ mở cái hộp quà thứ 2. Đó, thì cả nhà nhớ ấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được cái thông báo sớm nhất khi mà Trinh ra video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cả nhà nhớ ấn vào hình tròn đại diện ở giữa để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nhất.